Thân ái mến chào quý cô chú anh chị gần xa đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Xin chào anh Lợi ơi. Kính chào bà con đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay mình làm clip thứ 68 để giao lưu với bà con một số cây kiểng bonsai mình để bàn nha. Ví dụ như gặp có bông trang, mai chiếu thủy, nói chung cũng nhiều loại để giao lưu với bà con nha. Qua số điện thoại em là 0772 877278 nha. Em xin cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ kênh và đăng ký kênh nhẹ nha. Rồi đầu tiên vô là mã số là một nhất nha. Đây một nhất nha bà con, là clip thứ 68 nha. Đây là một cây linh sam 86 g, cây đang bung hoa luôn, rất là đẹp nha bà con. Lên rất là gọ, đây nụ cái này nó ra khoảng chừng 40% thôi nha, còn nụ khá là nhiều luôn. Đây bung rất là đẹp nha bà con, rịm cả một cây luôn ha, rất là thơm. Đây chiều cao này của nó nha là 30, tán rộng là 46 nha, thân thì bằng ngón tay của em thôi nha. Cây thì một cốt, thằng này mà để bàn chân rất là đẹp. Đây nha bà con, bông đây, đây rất là gọ nha. Cái này thì về bà con mình hai cái chậu khác luôn em nha, tại vì chậu này thì vận chuyển bị mẻ miệng nha bà con, không cái sao hết trơn nha. Rồi cái này giao lưu với bà con có giá là 350.000 đồng nha. Đây bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây, đây bông tím cây rất đẹp nha bà con. Rồi mã số 2 nhất, đây một cây cần thang, cây hàng thường chậu nha, nằm trên cái chậu kép xe tài lộc, rất là đẹp nha bà con. Đây, cây này đã vô dây ấm tàn mực hết rồi. Chiều cao này của nó nha là 33, tán lá của nó là 38 nha. Còn chiều cao tới mặt chậu luôn là 45 nha bà con. Chậu này hết chiều dài luôn là khoảng 50. Đây, cây này thân rất là đẹp nha, hình siêu. Quanh củ này của nó nha là 35 nha. Đây, củ này 35, thân này khoảng 11, 12 thôi. Rất là đẹp, rất là có duyên nha. Rồi mã số 2 nhất, cây này giao lưu với bà con có giá là 1.300.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha, bao gồm chậu luôn. Rồi đổi cây, những mặt hàng này thì em sẽ xìu đều đóng sọt cho bà con hết nha, đóng thùng hết cho con, bảo đảm cây an toàn hết luôn. Rồi mã số 3, một cây linh sam 86, có cây linh sam là siêu bông nha. Đây siêu bông ghim nha bà con, cây này đã vô tay che ấm mịn tàn hết rồi, quay chậm chậm thôi. Đây dáng thì nghệ thuật rất là đẹp luôn, dáng co lắc nha. Chiều cao này của nó nha là 39, tán lá rộng là 52. Đây thân này là 15 thôi nha, củ đế thì rất là đẹp nha bà con, đế nổi là rất đẹp nha. Đây cây để bàn nha, cây rất là có duyên, cây này đang cho nụ luôn nha bà con, đang lên hoa nha. Đây một chín hoa rất là đẹp nha. Đây mã số 3 nhất. Rồi cây này giao lưu với bà con có giá 1.200.000 đồng nha, bao gồm chậu, bao ship cho bà con mình luôn. Đây rồi tiếp tục mã số 4 dắt, đây một cây linh sam nữa nha, 86, cây này cũng đang cho qua các bờ gỗ đây. Đây rất là đẹp nha bà con, không nên gỗ cây hết nha. Chiều cao của nó là 27 nha, tán rộng là 53. Đây cây này ta sẽ chỉnh sửa lùng lực nha, hoành là 20. Đây hoành thân là 20 nha. Đây cây rất đẹp, rất có duyên luôn, có bộ đế nở đang lên nha, đế thì rất là đều. Đây bông tím cây hết nha bà con, đang lên nụ luôn nha. Đây cây mã số 4 dắt này giao lưu với bà con có giá 1.400.000 đồng nha. Đây bao gồm chậu cho bà con mình luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. Mặt hàng bên em tất cả đều bao ship hết nha bà con. Rồi mã số 5 dắt, một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha, rất là đẹp. Đây tán rất là đều tròn, chiều cao này của nó nha là 67, tán rộng là 75. Cái này thì một cốt người ta đã cắt tỉa, ta đã nuôi lên, ta sửa vô dây cho mình sẵn hết rồi nha. Hoành thân là 20. Đây thân là 20 nha. Đây đế cũng đều nha bà con. Đây tàn thì ấm mịn luôn nha, vô dây sẵn hết trơn à, về chỉnh sửa sơ thôi. Cây hàng thường chậu luôn. Rồi mã 5 dắt nha, cái này có giá là 800.000 đồng, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây dán tàn thông luôn. Rồi số 6 dắt, cái nào cây nguyệt quế luôn, cái này lùng lực rất là có duyên nha. Đây tàn chi ấm mịn hết trơn ra luôn rồi nha. Chiều cao nha của nó là 46, tán rộng là 70. Đây thân này là 13 thôi. Đây thân này bà con xem đây nha, đây vô dây đều hết trơn rồi nha bà con. Đây đã vô dây nhôm rất là đều nha. Đây cây này rất có duyên luôn ha. Bà con mình về mình vô cái chậu kiểu nó rất là đẹp nha. Rồi 750.000 đồng bao ship cho bà con luôn nha. Mã số 6 dắt nha, nguyệt quế lá sắn bông chùm. Đây tiếp tục 7 dắt là một cây mai chiếu thủy. Đây chiếu thủy chung nuôi lá chung, cây này là đang cho qua rất là gỗ luôn, hàng này cũng là hàng thường chậu luôn nha. Đây bông trắng cây hết luôn, chiều cao là 70,
tán rộng là 56 nha. Đây, hoành thân của nó là 8 thôi, thân này 8 nha, rễ lên cứng cây hết luôn đây. Bông thì rất là thơm. Đây, cái này hình dâu lưu không ship chậu nha, có giá là 350.000 đồng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Cái này là hàng từ chậu, bà con yên tâm, rễ nó cứng bầu hết rồi. Rồi, 8 giấc. Đây, một cây mỹ hồng, một cốt cũng dài luôn nha. Cái này đang cho đủ lên là đều bò đều lọt hết cho mình nha bà con. Đây, nãy nổi một cái là nguyên cái cây nó màu hồng lên rất là đẹp luôn. Chiều cao là 115, tán lá rộng là 100 nha, thoát thân của nó là 42. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, tặng dù bà con mình về mình vô dây mình đánh tặng dù nó rất là đẹp nha. Hoành em đo cái thân này khoảng 7 thôi nha bà con. Đây, một cốt đây, cốt thân nó khoảng 40 nha, 40. Bông thì đang ra nụ lên, độ 100% luôn. Đây, về tới nhà bà con mình chơi qua rất đẹp luôn nha. Rồi, 8 vách cây này giao lưu với bà con có giá là 950.000 luôn nha. Em cũng bao ship toàn quốc, bao gồm chậu cho bà con mình luôn nha. Rồi, 9 vách cũng là cây mỹ hồng luôn. Đây, cái này cũng đang lên qua luôn nha bà con. Đây, rất là đẹp, nụ đều hết luôn nha. Đây, cái này độc non nó mới lên cho nên nó hơi vàng. Đây, bà con nhìn vòng khoảng chừng 2 tuần chứ lại là lá nó xanh lại nha, là nó lên bông mà mình chơi luôn. Chiều cao là 53, tán rộng là 75 nha. Đây, cây này có đế đều nha, nhỏ nhưng mà mình rất là đẹp. Hoành này 6 thôi nha bà con, không có cái nha. Đây, này đế rất đều nha. Rồi, 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Đây, cây mỹ hồng. Hàng này là đều cho lên qua hết trơn nha bà con. Chứ nó có cái là hàng đã thuần chậu thì bà con yên tâm, tất cả mặt hàng bên em đều thuần chậu hết rồi nha. Mã số 10 dắt, chiều cao của nó là 77 nha, tán rộng là 75. Đây, đều cho nụ hết luôn đây, mỗi một đọt là đều một nụ nha. Bông thì rất là to, thân này khoảng bằng ngón tay chỏ thôi, 4 năm ha. Đây, đó đó thôi. Rồi, 300.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 10, cây mỹ hồng. Đây, tiếp tục là mã số là 11 dắt nha, một cây trang đỏ lá lớn nha. Đây, bông đang ra đỏ cây mình luôn, rất là đẹp nha bà con. Bông rất là lớn ha. Chiều cao là 85, tán rộng là 78 nha. Đây, bông đây, mình về tới nhà mình trưng rất là đẹp, rất là cỡ nha. Cái này thì nó liền bệ nhưng mà nó lên được hai thân hai cốt nha, không có môi đâu. Cây hàng thường chậu bảo đảm cho bà con luôn. Mã số 11 nha. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, có giá là 250.000 bao ship cho bà con mình luôn nha. Trang đỏ mỹ hồng nha, có mỹ đỏ. Rồi, mã số 12. Đây, một cây me chua dáng quái luôn nha. Cây này chúng ta vô dây ấm mịn tàn hết luôn rồi nha. Đây, rất là đẹp, rất là đều tàn. Chiều cao này của nó nha là 55, tán rộng là 70 nha. Đây, hoành này là 27. Đây, thân 27 nha, dáng co lắc rất là đẹp nha bà con, quái nha. Đây, thay dáng siêu hơi, cây thần chậu luôn. Cái này thì chậu xi măng thì em sẽ thay cái chậu nhựa lên cho bà con. Đây, mã số là 12 dắt nha, rất là đẹp nha bà con. Rồi, cây này giao lưu với bà con có giá là 2.400.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi, đổi cây luôn. Đây, tiếp tục mã 13, 14. Đây, có một cặp trang đỏ nó nhỏ nha. Cặp này thì em giao lưu về cho bà con mình làm trồng cái giống hoặc là mình chơi mini, về mình vô dây nha. Đây, trang đỏ nó nhỏ, hàng này đang cho nụ luôn. Chiều cao 70, em cho hạng một cây thôi nha, tán rộng là 33 nha. Cây đều một cốt hết, tất cả đều một cốt hết nha, hàng từng chậu. Đây, cặp này thì giao lưu với bà con có giá 120.000 đồng nha, em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn nha. Đây, một cây thì có 60.000 thôi, giá thì rất là mềm. Rồi, mã 15 dắt. Đây, một cây là 86 nha, linh sam 86, ghép gốc song hình. Đây, đang đâm chồi đâm đọt luôn. Mã 15, chiều cao là 34 nha, tán rộng là 40. Cái này là cũng một cốt luôn, đế cũng đều nha. Hoành này 11 thôi. Đây, đế đẹp nha bà con. Rồi, 200.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Mã 15 dắt. Đây, sam song hình ghép 86 nha. Đây, 16 là một cây là hồng ngọc mai. Cái này thì về bà con cắt tỉa rồi nha, đã vô dây phơm sẵn hết rồi, về mình chơi mình chỉnh sửa thôi. Chiều cao là 30, tán rộng là 42 nha. Đây, hồng ngọc mai rất là đẹp luôn. Hoành thân là 13. Đây, hoành củ đế của nó là 52, đế nơm rất là đẹp nha. Đây, rất quái luôn. Đây, mã 16 dắt nha, cái này cho luôn ship chậu cho bà con mình luôn nha, 1.300.000 đồng. Đây, bao ship toàn quốc luôn.
Rồi mã số 17 cũng là cây mai chiếu thủy chung luôn, lá chung luôn nha. Cây là cây ghim, cây này cũng đã hết một đợt qua rồi nha bà con. Về mình dưỡng thằng này thì ra bông quanh năm. Chi tay là cắt tỉa sẵn nha. Chiều cao là 45. Tán rộng 45 luôn nha. Thân thì 8 thôi. Chính yếu tính 8 đi nha. Đây mã 17 nha. Rồi 250.000. Đây 250.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Nhưng mà hàng này chậu xi măng thì em thay chậu nhựa lên cho bà con nha. Đây chậu này nó nặng, nó không có nhiều tiền, rất là nặng. Mã 18. Chiều cao này của nó nha là 47. Tán rộng là 49 nha. Cái này là cũng gần hết đợt qua rồi nha bà con. Đây bông bà con nó ra quanh năm mà con tập quanh thì 8 thôi. Đây mã số 18 dắt nha. Cây phần chậu bảo đảm luôn. Đây. Bầu ra cứng rễ trơn mà con yên tâm nha. Đây hàng này thì thay chậu nhựa cho bà con. Rồi có giá là 250.000 luôn nha. Đây bao gồm phí ship luôn cho bà con luôn nha. Đây kế tiếp là một cây cốc nha, cốc Thái siêu trái mã số 19 dắt. Đây cái này đang cho trái và đang lên hoa luôn. Trái thì chùm rất là sai. Đây hàng này là hàng siêu trái nha. Chiều cao này của nó nha là 64 nha. Thân thì bằng móc tay cái thôi. Cây này thì bảo đảm thuần chậu hết cho bà con luôn. Đây trái này bên đây chùm bông nữa nha. Hôm nay giờ bà con mình ăn xong một trái mình cắt ngang mình xuống đất, nó rất là mau lớn. Trái ra quanh năm. Là bà con mình có thể thay vô cái chậu lớn hơn tí xíu nha. Phần này cây nó mà phát triển mạnh hơn thôi nha. Rồi 200.000 đồng bao ship cho bà con luôn nha. Mã 19 dắt. Đây mã 20. Đây bông và trái này rất là sai. Đây chiều cao này của nó nha là khoảng 70. Đây thân cũng những thay cái hơi bự hơn nữa nha. Đây trái thì chùm đây. Bông nữa đây nha. Một đợt có một đợt cỡ một đợt bông. Đây rất là đẹp, rất là nhỏ luôn. Cốc này thì nó cái vị nó không có chua hung nha bọn. Đây không có hơi chua thôi. Cốc Thái chiều trái. Rồi cũng 200.000 đồng bao ship cho bà con luôn nha. Rồi đổi cây luôn. Đây mã số là 21-22. Đây một cây một cặp bốm trắng nha. Đây cây này tên của nó gọi là bốm trắng, cái bông của nó là giống như cánh bướm nha bà con. Đây bông nó đang lên nụ luôn đây, rất là đẹp, hàng chùm chậu luôn nha. Chiều cao là 56, tán ngang là 42. Đây cây những cái này đều mọc tốt hết nha, thân của mình nó tốt thôi. Đây cặp này giao lưu với bà con có giá là 200.000 thôi nha. Đây giá rất là thú nghị luôn, 200.000 một cặp bao ship toàn quốc luôn nha. Đây mã số 23. Đây một cây là Ngọc Long Châu nha. Cây này là cũng cho trái và bông mình quanh năm. Trái màu tím rất là đẹp nha bà con, đang cho bông nó ra truyền hoài luôn. Đây bông nó là trái màu tím rất đẹp, trái chùm chùm luôn nha. Chiều cao là 67, tán ngang là 57 nha. Cây cũng hàng thường chậu luôn, rất là đẹp. Đây mã 23. Đây giao lưu với bà con cây này có giá là 150.000 em bao ship toàn quốc luôn nha. Đây phí ship nó cũng khoảng là 70.000 nha bà con. Em bán như là giá là mình rất là mềm luôn nha. Đây mã 24 nha. Đây cũng là cây Ngọc Long Châu luôn. Đây cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay còn. Đây Ngọc Long Châu. Này em có một cặp thôi. Chiều cao là 64 nha. Tán rộng là 55. Trái đây màu tím rất đẹp nha. Đây cũng 150.000. Đây bao gồm phí ship cho bà con luôn nha. Rồi kế tiếp mã số 25. Đây là cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Đây cuối clip cũng là clip thứ 68 nha bà con. Đây một cây là bằng lăng hoa tím lá chung, cây đã sống rất khỏe hết trơn rồi nha. Cây đâm chồi sống rất là mạnh nha bà con, loại này rất là mạnh cây, hàng đó thần bầu thì bà con yên tâm sức sống của nó nha. Chiều cao này của nó là 100, loại này thì em sẽ bao sống cho bà con bảo đảm nha. Đây bà con về trồng trong vòng một tháng thì loại cây rồi mạnh rồi nha. Hoành bể tổng là 130 đi nha, rất là đẹp luôn. Cây này cũng rất là nặng nha, trên 100 kg. Đây cây sống tốt khỏe, mình về mình có thể ghép bằng lăng, ối ghép tường vi. Đây hoặc là mình để nguyên thủy mình chơi tiểu cẩm nha. Đây dáng rất nghệ thuật luôn, sao ở đây rất đẹp nha. Đây sống rất là mạnh. Rồi mã 25 dắt này nha. Cây này thì giao lưu với bà con có giá là 2.400.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Cây này rất là nặng, rất to nha bà con. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay thì cây kỹ là nguyên cũng xin kính chào bà con và hẹn bà con lên những clip sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Thân ái mến chào quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip sau nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.